Đang phát xin chào bạn. Sau đây là đang phát xin giới thiệu các bạn phụ kiện dành cho cô lục. Đầu tiên là đây là kim xuyên linh các bạn. Bạn cắm mồi này các bạn móc vào dây linh các bạn kéo kim xuyên linh. Đến là chạy phao xích và ra van. Một vỉ đây có một cái các bạn. Đây sứ đây các bạn, ăn xỏ vào đây là sứ, nhìn kỹ, cho bạn nhìn gần hơn, sứ đấy, đầu này đầu sứ, chân mắc cái này rất chắc, mắc phao này rất chắc. Thép nó rất cứng nên là ít cái tuột phao nó bạn khi tuột phao chân chạy phao ấy bạn. Chân này cũng có tác dụng chống xoăn cước tốt, lúc bạn ném quả phao ra thì nó đỡ trực tiếp kim loại vào dây cước thì nó dễ bị sờn và dễ bị xoăn cước hơn là cái đá này. Tiếp đến giới thiệu các bạn là có hai loại khóa, một khóa chạy phao thường, đây đây là khóa thường, khóa này thông dụng nhất, bạn là hay dùng cho chạy phao lục nhất, chắc không bị tuột phao. Tiếp đến là khóa trục hay còn gọi khóa linh, chất liệu inox, khóa đúc rất đẹp. Khóa đúc rất đẹp. Khóa này cũng chơi bạo lực thoải mái ạ. Tiếp đến là chụp đầu phao dành cho câu đêm nó bị chói, cái này chụp vào đèn led thì không bị chói này, nhưng màu cà rốt này chụp vào đèn led thì không bị chói. Còn đây các bạn áp dụng để cái hạt màu đen áp dụng để dùng chống lật, chống lật lục, hoặc là các bạn giảm va đập của phao với đoạn với khóa linh. Đấy, giảm va đập giữa đây là hạt chống sốc, chất liệu cao su non dùng để chống sốc, cũng hạn chế phao. Đấy, khi phao chạy thì nó có cái hạt chống sốc này thì nó đỡ va đập nhiều, nó là cao su non nên độ đàn hồi tốt. Đây tiếp đến là các bạn, đây là hạt chặn loại to. Và hãng Virgo sản xuất. Vừa rồi Hải đang đã giới thiệu các bạn phụ kiện dành cho cô lục. Hải đang fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang fishing.